Rồi bây giờ mình chào cả nhà nhé. Đây, mình đi nói thật với cả nhà luôn là chưa bao giờ mình review cho cái quán nào hết đấy. Thế nhưng mà hôm nay là có quán này, ông anh này ông ấy mới khai trương nha. Thì đây cái quán này này mình phải quay trước cho cả nhà xem này. Đấy, quán cơm là Trạm Dừng Chân Nhật Vượng nha, cơm gà đồi. Đấy, buổi sáng thì có cả hủ tiếu mực nhá, hủ tiếu xương và hủ tiếu mực nha. Đấy, thì cái quán này mình nói cho cả nhà dễ nhớ này. Các bạn vừa xuống cao tốc nha. Đấy, các bạn vừa xuống cao tốc Phan Thiết. Đây, các bạn thấy nhá, nhìn nhà là cái bảng này. Đó. Thì các bạn vừa ở Sài Gòn về thì xuống cái chỗ khu gọi là Hàm Kiệm nhá. Gọi là xuống Hàm Tân đấy, Hàm Kiệm đấy. Thì ngay nút xuống luôn khoảng tầm cỡ 500 mét là các bạn nhìn bên đây xuống là các bạn nhìn bên đây trái là có quán cơm Nhật Vượng nhá. Thì ngay cái nút xuống này nó đi vào khoảng 70 mét rồi cả nhà nhá. Đây hiện tại mình đang ở cái nút xuống này, lên xuống này. À, ngay ngay nút đi ra cao tốc nó khoảng tầm cỡ chừng 3 đến 400 mét là tới nha các cả nhà nhá. Ok, là quán cơm Nhật Vượng. À, buổi sáng thì có quán hủ tiếu, lát mình sẽ vào review, mình đang ở buổi sáng này, lát mình sẽ vào review hủ tiếu cho cả nhà xem nhá. Thì giá rất ok, không gian ngồi thoáng mát này, đặc biệt là cái điểm xe này các bạn thấy không. Đấy, đây là cả cổng công nghiệp nên là xe để thoải mái luôn cả nhà nhé. Đấy, các bạn để cả ngày cả đêm ngủ thoải mái, không có suy nghĩ gì hết nha. Đấy, đứng lên này. Đấy, đây là gọi là quán cơm review này. Đấy, đứng lên, đúng rồi, đứng lên. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi đấy. Đấy, đấy các bạn review này nha. À, các bạn đang mời khách vào này đấy. Đúng rồi đấy, thì các bạn thấy rồi đúng không? Đấy, mình tả sơ là các bạn biết rồi nhá. Ngay nút ra cao tốc Hàm Kiệm này, gọi là ra cái số 14 đấy, thì các bạn vừa ra khoảng 300 mét hoặc 400 mét là tới điểm dừng chân này. Là các bạn nhìn bên tay trái là có quán cơm Nhật Vượng nhá. Đấy, cơm gà đồi và có đặc điểm tâm sáng luôn. Ok. Đấy, các bạn mà đi Sài Gòn hay là Vũng Tàu đi ra đây là thì các bạn cái ghé đây đầu tiên. Đấy, ăn cơm trưa hoặc ăn cơm buổi sáng, buổi chiều, nói chung là bán cả ngày cả đêm luôn nhá. Quán thì không gian này rộng mở thoáng mát luôn. Giá thì ok, giá rất là bình dân luôn. Ăn ngon, các bạn cứ vào đi, nếu không ngon các bạn cứ gạch đá các bạn chửi mình. Đấy. Rồi bây giờ chào cả nhà nhá. Đây hôm nay mình ghé quán chỗ Nhật Vượng này nhá. Hỏi anh hai anh tài xế này. Anh đến từ đâu rồi? À thế à? Thế hôm nay anh quán thì khai trương mới, anh dùng quán anh dùng cái món hủ tiếu thế nào? Thấy là ngon. Ăn thấy cảm thấy đi. À rồi cảm ơn anh nhé. Đây này có hai anh trai này rất là đẹp trai. À, sáng sớm đến mở hàng nhé. Thì tiện đến mình review mình qua quay luôn nha. Hỏi hai anh thấy ăn ok. Rồi cảm ơn anh nhé. Đây. Đây tất cả các món này hủ tiếu mực nha. Này, đây. Đây hủ tiếu buổi sáng nha, hủ tiếu nha cả nhà. Nhìn cũng sắc sảo ok đây được. Hai tô làm hai tô gì ạ? Hai tô hả? Cho hai tô đi. Hôm nay mình lên là người thứ ba nhé. Hiện tại thì cái xe tải này vào đây để cả nhà theo. Đây là tổng trực của quán này. Đấy, cả nhà mà đi Sài Gòn ra Phan Thiết thì vừa xuống cao tốc là tới quán cơm Nhật Vượng gà đồi nhá. Các bạn chịu khó vào đây kẹo vào từ chỗ đường dẫn cao tốc vào đây có chừng 100 mét, 70 mét là tới nha. Quán buổi sáng thì bán hủ tiếu cả nhà nhá, buổi trưa bán cơm, cơm đặc biệt là cơm gà đồi. Đây đặc biệt, tô đặc biệt đây. Nếu thế mình ăn mẹ bánh đa không? Nó đúng rồi. Đúng rồi. Rau sạch sẽ ngon lành này. Đấy. Không gian quán thì thoáng mát nhé.
Làm đầu tư đấy. Hưng đâu, ngồi ăn nữa này. Đây, để cho Hưng ăn trước đi. Cho tô nữa là ba tô. Sao nghe bà chủ đây, bà chủ quán này tươi phát thế nào đấy. Mới đặt 20 khách này. Đâu? Đấy, hôm nay thì ba anh em ghé chỗ quán ngay chỗ đầu cao tốc ăn nha. Cả nhà mà đi từ Sài Gòn lên Nha Trang đi ra thì ngay điểm xuống cao tốc Phan Thiết nha. Ngay nút xuống luôn gọi là km 14 đấy. Thì các bạn ra đúng 400m là ghé đây thôi nha. Ngay nút vào được 70m. Các bạn thấy quán cơm Nhật Vượng ấy nha. Thì buổi sáng quán đây các bạn thấy không? Hột yếu này. Hột yếu mực, xương mực nha. Buổi trưa thì bán cơm gà đồi. Đó, hai cụ này sáng ra đã vừa ăn vừa uống rượu này. À. Nói chung là buổi sáng mát nhá, buổi chiều cũng mát. Không gian thì thoáng đãng, vệ sinh đầy đủ luôn. Xe ô tô đỗ thoải mái. 50 đến 60 xe vẫn